Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, khách mời và các em sinh viên. Tôi là Nguyễn Thị Thanh Thảo, giảng viên khoa văn hóa du lịch. Sau đây tôi xin phép được trình bày bài báo cáo của mình, Tính tẩu với vai trò bảo tồn giá trị văn hóa người Tày Tuyên Quang. Ở đây thì cũng đã có nhiều bài tham luận và nói về bảo tồn các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Vì điều đó tôi xin phép tóm tắt cái bản báo cáo của mình một cách ngắn gọn nhất. Với người Tày thì dân số người Tày chiếm xấp xỉ 2% dân số trên toàn quốc. Và tại tỉnh Tuyên Quang thì dân số người Tày chiếm trên 25% tổng dân số trên toàn tỉnh. Người Tày cư trú ở những nơi thung lũng có thể có thuận tiện cho việc sinh hoạt. Và với những cái việc đó họ cũng tiện làm nhà ở và chăn nuôi, sinh hoạt gia đình. Nhà ở của người Tày thì là nhà truyền thống. Và hiện nay thì với nhu cầu phát triển của xã hội thì nhà của người Tày cũng đã có rất nhiều nhà làm nhà đất. Nhưng xu thế trở lại với giá trị văn hóa truyền thống thì hiện nay đã xuất hiện những ngôi nhà sàn làm bằng xi măng với những tiện nghi sinh hoạt hiện đại, trở về giá trị truyền thống xưa. Người Tày thì thuộc nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Cái điều này đã được các nhà nghiên cứu khẳng định ở rất nhiều nghiên cứu trước đây. Tôi chỉ nói sơ qua. Và chữ viết người Tày là chữ Nôm và được trao truyền bởi những người làm nghề tín ngưỡng như thầy Then, thầy Phù Thủy, thầy Tào. Ở tín ngưỡng người Tày thì người ta có rất nhiều vấn đề liên quan đến tín ngưỡng như vòng đời người. Tuy nhiên thì cuộc sống ở trên nó là những cái tạm và người trở sang thế giới bên kia mới là điều quan trọng nhất. Cho nên là người ta thờ cha, thờ mẹ, thờ tổ tiên. Và khi chết thì người ta làm cũng rất là to và người ta coi trọng những cái giá trị chuyển đến thế giới bên kia nhiều hơn. Và họ coi trọng những cái ngày lễ gắn liền với cái việc mà thăm nom những người đã khuất. Như là ngày mùng 3 tháng 3, ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm. Về trang phục người Tày thì cũng là một cái phần hỏi của đồng chí. Thì chúng tôi rất tự hào về trang phục người Tày. Tôi là một người Tày Tuyên Quang. Tôi cũng rất là hãnh diện khi mặc trang phục hôm nay lên đây với sự kiện này. Và để khẳng định rằng chúng tôi đang bảo tồn giá trị văn hóa của chúng tôi. Một vấn đề nữa của người Tày đó là văn hóa nghệ thuật. Thì cũng rất là đa dạng rất các dòng người khác về kiến trúc, hội họa, văn học, thơ ca cũng như là âm nhạc. Và đặc biệt là âm nhạc thì với các điệu lượn, cọ, rồi phong sư và then là một điển hình trong cái văn hóa người Tày hiện nay. Và cũng vì vấn đề của bảo tồn các giá trị văn hóa người Tày thì tính tẩu chính là một cái đại diện của văn hóa người Tày. Và tôi cũng xây đi sâu vào nghiên cứu về cái vấn đề đó. Đối với tính tẩu thì báo cáo hội nghị là chúng tôi có thể nói là gắn liền với lại các cái tín ngưỡng của người ta họ. Có thể nhìn thấy nhất là xuất xứ lịch sử. Còn tiếp đó là với tín ngưỡng, đó là với cái lễ nghi lễ then, nghi lễ tín ngưỡng. Và tính tẩu được coi là một sản phẩm thiêng trong cái văn hóa của họ. Ngoài cái việc thực hành nghi lễ then ra thì họ sẽ không cho ai sử dụng. Trước đây trong nghi lễ then những người thực hành then họ sẽ không cho ai sử dụng những cái vật dụng của họ. Kể cả khi chúng tôi đến nghiên cứu cũng vậy, chỉ cho chụp ảnh và được ngắm thôi. Bởi vì họ chỉ quan niệm là thực hành khi mà thực hành nghi lễ then, chứ họ không cho những người không có nghề then để sử dụng. Họ rất là coi trọng những việc đó. Đối với tính tẩu thì trước đây là một nhạc cụ thiêng và được gắn liền với nghi lễ then, cho nên rất ít người sử dụng. Nhưng vì yêu điệu then cho nên là người Tày Tuyên Quang đã dần tách then, điệu then. Họ đã hát, có thể nói là đã hát và hát một cách tự nhiên ngoài cái nghi lễ. Và dần dần thì họ đã trở thành một cái giai điệu hát đưa truyền bá cho dân gian. Và người đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang mà đến hiện nay được phong nghệ nhân nhân dân đó là nghệ nhân dân dân Hà Thuấn. Và anh trai của ông là nghệ nhân dân gian Hà Phan đã thực hiện cái việc xây dựng câu lạc bộ hát then tại xã Tân An. Và từ đó lan tỏa các giá trị then sang xã. Ở đây các vị đại biểu có thể thấy rằng là đầu tiên là bức ảnh của câu lạc bộ hát then của xã Tân An. Sau đó là của câu lạc bộ xã Yên Nguyên, rất là đông ạ.
Và sau rất nhiều thời gian thì nghệ nhân nhân dân Hà Thuấn đã trở thành một người truyền nhân cho các nghệ nhân trong toàn tỉnh. Và các vị xem thấy bức ảnh thứ ba đấy ạ, là đấy là lớp hát then đàn tính hàng năm do Sở Văn hóa tổ chức. Và hiện nay hát then đàn tính cũng đã được truyền dạy trong trường, các trường phổ thông. Và ở trên hình ảnh thứ tư đó là ở trường dân tộc nội trú. Hình ảnh thứ năm đó là sự trao truyền của các thầy giáo, cô giáo tại huyện Chiêm Hóa được phổ cập tới các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn huyện. Việc đó khẳng định rõ rất rõ sự lan tỏa trong cái việc mà dạy đàn và hát then của người Tày. Và những bức ảnh thứ sáu đó là câu lạc bộ hát then của xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Ngoài ra thì sau khi lan tỏa trong toàn tỉnh thì hát then của người Tày đã lan tỏa sang Yên Bái, Hà Giang, rồi giao lưu với rất nhiều cơ sở. Đối với quản lý của nhà nước, cộng đồng thì trong thời gian bảo tồn, đưa di sản then đến với UNESCO, vinh danh tại UNESCO thì đã được nhận được sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Truyền thông và cũng như là của các ban ngành và của tham gia của các nghệ nhân truyền dạy hát then ở trong toàn tỉnh để đưa hát then Tày Tuyên Quang từ di sản quốc gia đến với di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và với vai trò để bảo tồn các giá trị văn hóa then thì khẳng định cần có những vai trò của chủ thể của cây đàn tính. Đó là những nghệ nhân hát, nghệ nhân văn nghệ, nghệ nhân hát then, nghệ nhân nghi lễ và những người truyền dạy cũng như các nhà nghiên cứu. Ở đây tôi cũng đã đưa ra hình ảnh của những cái chủ thể của cây đàn tính hát then. Một số vấn đề đối với việc khai thác bảo tồn các giá trị văn hóa, phát huy cây tính tẩu trong đời sống văn hóa người Tày Tuyên Quang hiện nay. Đối với việc khai thác bảo tồn tính tẩu then trong nghi lễ thì cần có sự tham gia của khẳng định cái vai trò của nhà quản lý nhà nước cũng như các thầy then và các nhà chuyên môn. Và đối với những nghệ nhân văn nghệ then thì ngoài cái sự vai trò của nhà nước thì vai trò của nghệ nhân then cũng rất là quan trọng. Ngoài ra thì cũng như đồng chí Thao có nói, quan trọng nhất là trong lòng dân, người dân có ủng hộ hay không. Và bên cạnh đó thì muốn bảo tồn và phát triển thì cũng cần có vai trò các nhà chuyên môn về sưu tầm và sáng tác các làn điệu. Kính thưa hội nghị, tính tẩu, nhạc cụ tiêu biểu trong văn hóa phi vật thể thực hành then của người Tày đảm bảo đúng với quy định chung, đó là di sản văn hóa phi vật thể, là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều di sản văn hóa trong danh mục quốc gia sau vinh danh lại vi phạm quy định của pháp luật cũng như vi phạm nguyên tắc thực hành di sản văn hóa phi vật thể, làm sai lệch giá trị của di sản văn hóa, dẫn đến biến đổi giá trị di sản. Chính vì vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2797 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Đó là triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo đúng chương trình hành động quốc gia mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với UNESCO. Hai là tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. 3. Nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 4. Tập trung công tác thanh tra kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật. 5. Chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của các tỉnh cần chủ động quyết liệt hơn nữa trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền các cấp và các tổ chức cá nhân có liên quan, tiếp tục triển khai, tiếp tục các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với cây tính tẩu trong thực hành nghi lễ then của người Tày là một sản phẩm văn hóa tinh thần cộng đồng, là sản phẩm văn hóa phi vật thể, là nhạc cụ đưa thực hành then đến với ghi nhận của UNESCO. Nghiên cứu việc bảo tồn phát huy then và cây tính tẩu ở Tuyên Quang với vị thế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đòi hỏi cần có sự tham gia của nhà nước,
Các cơ quan ban ngành, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng người Tày, chủ thể cây Tính Tẩu sinh sống trên mọi miền Tổ quốc nói chung và ở Tuyên Quang nói riêng. Đó là bài báo cáo của tôi tại hội nghị hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh đã có một cái bài tham luận rất là chuyên sâu về một cái loại hình văn hóa của người dân tộc Tày trên địa bàn Tuyên Quang. Và tiếp